chúc bạn một năm mới trẻ khỏe và thành công. Bạn có thể giới thiệu tên mình cho khán giả biết. Tôi tên là Nguyễn Đình Sự, tôi hiện đang làm việc tại phòng khám nha khoa Phú Thọ, ngay đường Âu Cơ. Xin đón chào bạn đến với chương trình Đồng Bàn trong cái phần mở đầu hôm nay. Và nhân dịp năm mới thì không biết là bạn có ý là tặng khán giả một lời chúc hoặc một câu thơ hoặc một bài hát nào cho chương trình đã đủ chúng ta về phần lý thú. Kính thưa quý vị khán giả hình kính thưa anh kính tướng, đầu xuân mà được lên truyền hình như thế này là vui rồi mà may nữa. Do vậy cho nên tôi cũng kính chúc cho quý vị khán giả truyền hình với anh kính tướng với tất cả những người ở đây năm mới cũng hơn và may cho tôi. Xin cảm ơn lời chúc đầu năm của bạn. Tới năm nay thì nhớ cái bài hát có câu là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, cho nên là tôi xin ngâm một đoạn mở đầu của bài thơ bài ca xuân sáu mốt của Tô Hữu. Wow. Xin mời. Tôi viết bài thơ xuân 1961, cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt, nắng soi sương giọt long lanh, rất nhiều nén lắm nắng anh đắng cay lắm nỗi ngọt lành đỏ thay, đã từ như cũ vẫn quân đã nghe xuân mới lắng lắng lạ thường. Bài thơ thật là vượt mà, thật là trữ tình và cũng thật là rạng rỡ mùa xuân. Và mong rằng hôm nay bạn đi thi trong chương trình hôm nay cũng sẽ rạng rỡ mùa xuân trong tất cả các bạn. Năm mới anh cũng mong vậy đó.